ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta các bụi. Dạ, bữa nay thằng Hải cho chúng ta xin em ba xin thay mặt cho là cũng chúc mừng bữa nay ngày cúng tổ về nhà thằng Hải là đại đại thầy thợ với anh em tất cả, về là ngày bữa nay là ngày 20 tháng 12 là ngày cúng tổ thợ hồ. Đã cũng cảm ơn nhiều mà cũng xin chúc ba cô là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ được gạo cho lính của thầu Hải, là cô trước mắt là cô Thảo với cô Hồng Võ, cô Hồng Võ, cô Liên và dạ, cũng xin thành thật cảm ơn nhiều. Bữa nay thì ngày 20 tháng 12 thì phải cúng của anh chị, thì cúng tổ của anh chị, nghề gì cũng phải có tổ đó. Thì anh em thì buổi chiều thì anh em lậu đây đi làm nữa anh chị, tại đi làm Bạc Liêu thì chưa có xong nên đang nên làm tới ngày 29 cho xong để cho chủ nhà ta có nhà mới ăn tết mới năm mới cho anh chị, đón tết năm mới thì hãy cúng anh chị. Thì hãy đặt hai mâm cho anh em không, chiều về nhậu con gà con vịt vào hai mâm thì một mâm 1.3 triệu, hãy đặt hai mâm cho anh em nhậu và buổi chiều thì có phát gạo cho anh em một người một phần gạo. Thì Hải rất cảm ơn tấm lòng hoàng của cô Thảo đã gửi cho Hải 200 đô để ăn tết. Cái tiền đó thì Hải phát cho mua gạo cho anh em, và cô Liên có gửi cho Hải là 4 triệu cho Hải ăn tết, nên Hải lấy tiền đó để mua gạo phát cho anh em làm chung chứ chị. Và cô Hồng Võ cũng gửi cho Hải 100 đô tiền để ăn tết, thì Hải lấy cái số tiền đó thì Hải mua gạo chia cho anh em. Thì bữa nay là cúng tổ của nhà Hải của chị, thì Hải có đội ở ngoài nhậu và phát một phần quà, thì Hải rất cảm ơn đến tấm lòng hoàng của cô Thảo có gửi cho Hải là 200 đô để cho Hải ăn tết, nhưng mà Hải để tiền đó để mình mua gạo phát cho anh em. Và cô Liên có gửi cho Hải là được trước thì 2 triệu mà được sau thì 2 triệu cho Hải ăn tết. Thì Hải thấy anh em đi làm cũng là suốt một năm qua thì Hải lấy cái số tiền đó mua gạo, và cô Hồng Võ có gửi cho Hải là 100 đô cô Hải lấy tiền đó mua gạo và đặt có hai mâm cho anh em mình nhậu với chị. Thì Hải rất là cảm ơn tấm lòng quà của ba người cô đã gửi tiền cho Hải ăn tết. Hải xin chúc ba người cô năm mới ăn tết vui vẻ và khỏe mạnh và làm ăn phát tài phát lộc, và chúc ba người cô đi đến đâu cũng có Phật theo phù hộ và ước nguyện gì được lấy chứ chị. Thì đời tại cô Hải còn ai cũng nghèo khổ chứ chị, có người thì vợ bỏ, có người thì vợ bệnh. Thì bữa nay Hải phát một phần quà là 25 kg gạo, thì Hải mua tổng cộng là 20 bao gạo và có đặt hai mâm cho anh em rồi tại nhậu. Thì bữa nay cũng đi làm Bạc Liêu mới về 3 giờ mấy thì anh em mới nhậu nhậu như vậy. Thì bữa nay phát quà thì một người 25 kg chị, Hải mượn nhiều trong nhà để cho Hải phát gạo cho anh em rồi thả anh ba phát gạo. Anh ba chào cô chú anh chị đi. Dạ, bữa nay thằng Hải cho chúng ta xin em ba xin thay mặt cho là cũng chúc mừng bữa nay ngày cúng tổ về nhà thằng Hải là đại thầy thợ với anh em tất cả, về là ngày bữa nay là ngày 20 tháng 12 là ngày cúng tổ thợ hồ. Đã cũng cảm ơn nhiều mà cũng xin chúc ba cô là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ được gạo cho lính của thầu Hải, là cô trước mắt là cô Thảo với cô Hồng Võ, cô Hồng Võ, cô Liên dạ. Dạ, cũng xin thành thật cảm ơn nhiều. Thì dạ, để thay mặt là dùng đồ Hải phát quà cho anh em để có gạo dùng ăn tết. Dạ, và cũng vui mừng, xin thành thật cảm ơn và chúc mừng ba cô đã ăn năm nay và tết vui vẻ, và cũng là ăn bất tài, cũng là giúp đỡ được vậy. Là và xin thay mặt là rất là cảm ơn nhiều và rất cảm ơn để có gạo ăn tết này, tết tới 19 hoặc là 10 hoặc mới khai trương, thì trong đó là cái ngày tết rất là xa mà ba cô giúp đỡ được là gạo thì anh em là rất cảm ơn. Vậy bữa nay anh ba mình phát gạo cho anh em mình nha. Rồi, cho anh ba kêu tên đi, kêu ai kêu đi. Vô con đây là mà phát gạo nha. Đội thải của Hải tới 20 người rồi, nên có người thì em trọng thì Hải có chở đi Bạc Liêu cho rồi. Đó, mấy anh em nhậu thì phát cho. Rồi. Cô đi ăn thịt gà.
con xin cảm ơn cô chú mình. Rồi em lên gà bỏ kìa. Anh em thì ăn Tết giống như có một phần quà nhỏ nhỏ thì cái tiền đó thì cô chú cho Hải. Cháu lên là cháu bỏ. Rồi. Cảm ơn cô bác Mạnh Thường Vân đã giúp đỡ có phần quà này để ăn Tết. Rồi. Cảm ơn em lên gà bỏ đó cũng vậy. Mày nó mập bao nè, đủ tới đâu. Tao mập lắm. Cảm ơn mà cô chú mình. Rồi. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã gửi tiền cho Hải, thì số tiền cô chú chị gửi cho Hải thì Hải mua gạo phát cho anh em để cho anh em có gạo ăn Tết như vậy. Thì Hải nó có rất là của trong người. Tất cả mạnh đã giúp đỡ cho bên thợ hồ, bên băng Hải thợ hồ nha. Và chúc cô chú năm mới phát tài. Cảm ơn cô chú. Đừng có bán em gì ăn à. Đâu thả sắc đó chứ vậy. Rồi Hải Hải có hai mấy ngày nữa vậy, bây giờ chỉ còn 20 ngày thôi, công việc nó ít. Trời ơi, hôm nay nhà có Hải. Hôm nay được bông đậu để ăn Tết. Luôn là sức khỏe tiền vào, mọi tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê phim vậy. Rồi, cảm ơn hay vậy. Nãy giờ anh Ba, giờ dụng ở bảy ăn tí rồi đó. Anh Ba khen chút nhất lưng nữa à. Anh Ba. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp em ăn gạo. Đi là em của cô chú Ba hả anh chị? Nè. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho tặng thầy bao gạo ăn để qua Tết. Rồi kiếm công an việc làm qua Tết nữa để kiếm tiền để lo cho con ngủ. Rồi con mọ chi phí tổng chi phí là bao nhiêu tiền lại? Bác sĩ nói 120 triệu, mình cũng ngạc nhiên sao có nhiều quá vậy. Bây giờ 100 khả năng của mình. 120 triệu đó mình có tính bảo hiểm chưa? Nó nói trừ bảo hiểm rồi á, mình cũng buồn cái vụ nó tiền nó quá lớn. Bây giờ mình đi làm hồ mình không biết là con bệnh, bây giờ con bệnh nếu mà 50 triệu mình có tiền mỏ, bây giờ tới 120 triệu. 120 triệu thì hút khả năng đi vay mượn mới đủ. Bây giờ giống như trong nhà mình gom góp giống như là tiền, cái tiền mình gom góp được bao nhiêu tiền? Anh Dũng rồi đó, tới giờ thì gom góp được tới Tết này cỡ người ta còn chứ mình không có định gì đó, mình gom lại nếu mượn anh em quyết định nó được 60. Bây giờ nếu một 120 thì mình kêu bác sĩ nói một bên trước đi. Bây giờ một tiền. Bây giờ đi làm hồ chỉ là cuộc sống mình là sống giống như là làm mỗi ngày đủ ăn mỗi ngày thôi. Mà 120 triệu nó chịu bảo hiểm rồi hả? Bây giờ khả năng là không có hả? Có thì đi vay mượn thêm chắc nó lo cho con rồi, mình làm ba làm mẹ. Đi là con bệnh mình không hay. Cái lớn rồi nó mới phát triển lưng nó cong rồi mình muốn đi khám. Nhưng mà lưng không hay á. Tại sao mà làm có bảo hiểm mà tới 120 triệu mắc như vậy? Thì bây giờ nó phải là đi chợ mua gạo đâu mình trả giá được, bác sĩ nói sao mình về nhà mình nói vậy thôi. Bây giờ mình có bảo hiểm mà phải mà là rẻ hơn chứ. Nghỉ hè đi gom tiền coi không đủ đi mượn người ta thêm. Giờ tới 120 triệu nó lại trừ bảo hiểm rồi đó hả? Đó. Thì anh em đi làm mà có người thì con bệnh, người giờ bệnh cứ vậy. Cảm ơn. Rồi. Đây là con của anh Ba Trà Cú nè. Con của anh Ba Trà Cú. Con cảm ơn cô Mạnh Thường Quân đã giúp lại cho con. Cô Liên, cô Linh, cô Hồng Võ, cô Thảo. Cô Linh hả? Cô Linh. Mà sao con tối ngày nghe FPE điện cho con hoài vậy? Mỗi ngày hả? Mỗi ngày à? Bây giờ là đội tạo của mình là vợ bỏ ba người rồi. Con FPE. Hả? FPE nó còn. FPE nó ra đi là con của chú Ba rất là siêng của chú vậy. Làm hồ, làm bê luôn. Đó. Đem gạo này cho vợ con vui ha, của ít lòng nhiều ha. Dạ. Rồi ngày mai đi làm ha, không nghỉ à? Dạ. Rồi. Quên nè, không quên nè. Cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Rồi. Ba mặt chẳng tới ba cũng nhìn vậy quá. Rồi, anh Ba nhận đây nè. Rồi, dạ. Xin cảm ơn nhiều ba cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ được anh em người thầy ở hồ.
Dạ. Đi làm nắng mưa gì đó cũng cố gắng là đỡ đội thợ Thụ Hải. Dạ. Và cũng có quà và cũng xin chúc ba cô là vui vẻ hoài, ăn Tết vui vẻ, làm ăn phát tài và chúc gia đình hạnh phúc hoài. Vui vợ khỏe chưa, Tết nay vợ khỏe chưa? Không bây giờ là khỏe được áo áp rồi tầm lum không nói được. Bây giờ cái xương nó đỡ chưa, cái giò là ngày đỡ ngày không vậy đó, giờ cái ăn cũng đồ thì lum áo áp. Đội thợ của mình bây giờ cho ba, người thì vợ bệnh, người thì vợ bỏ, người thì con bệnh, rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nói giống như là anh em làm hộ người ta không biết á, nói những người đi làm hộ rất là giàu, đúng rồi anh ba, người ta giống như là không biết nói thợ hộ rất là giàu, nhưng mà thợ hộ mình á, cái bay khô là hết tiền đúng không, rồi thầu cũng vậy đó. Mà nói chia sẻ với các bạn cũng biết nhiều, và tất cả cô bác bệnh nhân xa cũng biết nhiều, vợ cũng không nói được nữa, thì cũng là đỡ phần nào thì thôi. Mình sống cũng là theo nghĩa của mình, cũng cố gắng làm thì cũng cố gắng tạo phước đức để mình làm cái gì, ví dụ là làm với Thụ Hải hoặc là bất cứ nguyện thì mình làm nhà từ thiện thì mình có phước thì mình làm để đỡ mình sống lâu dài vậy thôi. Đúng. Chứ mình không có muốn là yêu cầu là chỉ bệnh hết hoặc không hết, tại con người mình ai cũng có mang bệnh nào bệnh này bệnh kia là cũng không biết cái gì đó. Mình chỉ muốn là mình là khỏe thì có sức mình đi khỏe giúp nhà từ thiện thôi. Đúng rồi, tuổi này hết rồi, mình cũng đua hàng năm rồi, mình đâu có muốn rằng là gì nữa hết. Dạ. Giờ là cũng cảm ơn cô chú cả khán giả và cảm ơn mảnh Tùng Quân gần xa. Dạ. Giúp đỡ được gia đình nghèo khó và cả anh em làm phụ hộ thợ hộ như tôi này ra bằng tay cũng vậy luôn nè. Cho ba dạ. Làm cũng đâu không có ngày chủ nhật luôn đâu. Bữa nay cũng tạo cũng làm luôn đó, tay này là bị xi măng lỡ bị dị ứng. Ở đây là mua thì một tầng lũ 100.000 vậy đó. Nhưng mà nó không hết đâu, mình nghĩ làm cái nghề đó mới hết. Này bác sĩ ta nói là đừng anh dị ứng xi măng, anh đừng có làm nghề hộ nữa, anh không làm nghề hộ là làm cái gì, bây giờ mình đi làm đi bán vé số mua chai, bây giờ xúc cảm dùm thì mình chịu thôi, sức còn thì mình cứ gán đi, từng làm gán đi anh bay. Bây giờ em thấy anh làm không ngày chủ nhật luôn mà vợ bệnh nữa, thì nó ra hoàn cảnh anh em đi làm hộ ai cũng vậy, cuộc sống nuôi vợ nuôi con. Anh ba chạy từ Bạc Liêu xuống tới đây tới 50 cây lần. Đó rất là xa. Vợ bệnh hoài đâu ngủ, bây giờ lúc trước thì còn ngủ sốc tăng được, còn bây giờ là ba hồi thì có hôm qua thì tự nhiên cái lỗ tai nóng lên, phần đi khám thì nói máu áp lên quá trời, rồi không biết bao giờ có thuốc uống hạ áp nhưng về thôi. Dạ. Thì nói thiệt thì chuyện đó là cái chuyện của mình chịu thôi. Bây giờ thì chia sẻ gì cho khán giả và tất cả cô bác mình cũng gần xa cho biết vậy thôi, thì không có yêu cầu, không yêu cầu hết, không có nói là bây giờ anh ba là bệnh lâu rồi mà, hồi đó tới giờ mà giò thì giò cái giò gãy bây giờ là sưng bự hơn ngay trước nữa, giò là cái bạn lên máu áp á thì cái giò nó đi chút xíu thôi cũng là sưng lên bự. Thì có một cái cô mảnh thông quân là mình nghe với nó, cô nói là bây giờ với cô chính nữa là cô nói bây giờ đi mổ hoặc cái gì nữa không có tiền đâu, tại cô làm bây giờ có cháu ngoại cháu nội rồi, không cần là mẫu cho giò vợ cho lành lại vật bất cứ, bây giờ mình hay đồng mình sống mình tới đâu mình tính đó thôi, mình không có suy nghĩ về là sau này được, sau này thì kệ đi, duyên nợ của mình đây mình hết thì mình thôi. Bây giờ tôi đang tạo là tôi đi làm nhà từ thiện thì tôi cũng giúp cái này giúp cái kia cho xã hội, đúng rồi, hoặc là giúp cho dân người nghèo, là giúp được cái nào thì phước đức vợ mình sống được lâu dài hơn lúc đó thôi, một năm hai năm cũng mình đỡ phần đó thôi. Còn ví dụ mình muốn trị đức hoặc không đức là cái đó không có khả năng. Là cái đó là nếu mà vô bác sĩ thì nó bệnh này bệnh kia bệnh này bệnh kia là rất là mình rất là không đi làm được nữa, đúng rất rồi. Là sự lo thì không có đi bác sĩ được, tại vì người nghèo thì không bao giờ đi bác sĩ được nhiều, bác sĩ đi nhập viện nhiều có tiền đâu mà nhập viện. Ba hồi thì cái này ba hồi kia, đúng rồi, đây này mình quá được bao gạo này dùng tới qua Tết đây 19 mới có việc làm nữa phải không phải rồi mình thì cũng mình cái chuyện đó thôi, mình là có bao gạo là hai cô là cô Thảo, cô Liên cô đúng rồi, ba cô đó là cũng chúc mừng ba cô là được anh em tôi tất cả dùng
đội thợ thằng Hải là tất cả ai cũng có nhận được quà hết. Cô là rất vui vẻ và sức khỏe, cô nhiều may mắn và cũng là làm ăn phát tài. Xin cảm ơn cô nhiều, cô khỏe hoài nha. Dạ ha. Đây nhà cô Hải như vậy thì cái đồ Hải cũng già rồi. À, sẽ có được ở đây một cái chương trình mà con cô bác sơ của cô Hải. Cảm ơn lại chào Hải và chia sẻ kênh của Hải nhiều nhiều để Hải thấy lòng cái một cảnh khó khăn Hải với lòng lớn. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.